chuẩn bị hấp nồi tôm càng xanh. Đây nha cả nhà, một nồi tôm, đây là một nồi tôm càng xanh nhà mình nha. Đó, một nồi này là hai chục con nè cả nhà, hai chục con đây. Giờ này mình hấp nha, mình đang hấp tôm nha cả nhà, tôm càng xanh nha. Đây là tôm càng xanh nha, một nồi này là 20 con nè cả nhà. Ô bỏng quá. Quá ngon luôn, thơm phức cả nhà. Đã xong cả nhà ơi, đây có chén muối sẵn ở đây, chén muối ớt sẵn đây cả nhà, quá ngon luôn, ngon xuất sắc, chưa ăn không chưa biết ngon không. Hai chục con nha cả nhà, quá đẹp luôn, chuẩn ngon xuất sắc luôn ha cả nhà ha. Chấm muối chấm đồ quá ngon. Nói gì nữa, chuẩn không còn chuẩn luôn ha cả nhà. Tôm nó chắc cứng luôn cả nhà, nhà thấy con tôm không, gạch không luôn á. Nè gạch không, ôi ôi mấy cái nách. Ngon quá. Nó chắc thì thôi rồi ạ. Xuất sắc luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Một tay cầm điện thoại, một tay ăn đấy, khó. Cái đầu nè cả nhà. Nó béo. Quá ngon.